Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đàn ca khúc Một Đêm Say của Thịnh Suy với 3 hợp âm và các bạn có thể chơi hết được bài này. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi bài này ở 3 level khác nhau. Nhưng trước khi vào phần hướng dẫn của mình thì mình có một cái điều cần chia sẻ. Dạo gần đây thì có một số bạn bình luận ở dưới clip của mình nói rằng chừng nào thì sẽ ra phần 2. Thì sẵn dịp này luôn, mình sẽ giải thích cho các bạn. Lớp học nhạc Bình Minh lúc nào cũng sẽ ra một clip dài luôn, không có chia ra nhiều phần khác nhau. Và cái clip mà có thể các bạn đang xem ở đây đã được cắt xén đi chỉ trong khoảng 60 giây thôi. Thì các bạn nghĩ đi, 60 giây thì làm sao mà có thể nói hết được những vấn đề ở bên trong một bài hát, đúng không các bạn? Những cái clip ngắn là những cái đoạn highlight mà mình muốn chia sẻ với các bạn để cho các bạn có thêm những cái động lực. Do đó nếu như các bạn muốn học thì các bạn phải xem cái clip dài của mình. Các bạn chỉ cần tự suy nghĩ một chút xíu thôi thì các bạn sẽ biết được clip dài nó nằm ở đâu. Mỗi khi các bạn muốn học một cái gì hay là các bạn muốn xem một cái chương trình gì dài hay là dài thì các bạn sẽ xem ở đâu. Vậy thì nếu như các bạn đã xem đến đây rồi thì chúc mừng các bạn đã tìm đúng nơi. Đây chính là cái clip dài mà các bạn đang theo dõi đó. Mình sẽ vào ngay vấn đề. Ở trong bài Một Đêm Say này chúng ta sẽ có 3 hợp âm. Hợp âm thứ nhất là hợp âm son trưởng, hợp âm thứ hai là mi thứ và hợp âm thứ ba là đô trưởng. Và để nhanh gọn vấn đề thì mình sẽ gọi tắt là hợp âm son, hợp âm mi và hợp âm đô nhé các bạn. Đối với hợp âm son thì các bạn sẽ bấm ngón giữa vào ngăn phím số 3 của dây 6. Ngón trỏ các bạn sẽ bấm vào ngăn phím số 2 của dây 5. Ngón áp út các bạn sẽ bấm vào ngăn phím số 3 của dây 2. Và ngón út các bạn sẽ bấm vào ngăn phím số 3 của dây 1. Các bạn có hợp âm son. Ngón giữa các bạn sẽ bấm vào ngăn 2 của dây 5. Ngón áp út các bạn sẽ bấm vào ngăn 2 của dây 4. Các bạn có hợp âm mi. Ngón áp út các bạn bấm vào ngăn phím số 3 của dây 5. Ngón giữa các bạn bấm vào ngăn phím số 2 của dây 4. Và ngón trỏ các bạn sẽ bấm vào ngăn phím số 2 của dây 1. Các bạn có hợp âm đô. Ở level thứ nhất, phù hợp với những bạn chưa biết hoặc chả thì chúng ta sẽ học cách tỉa, hay một số bạn hay gọi đây là cái cách rải. Thì chúng ta sẽ đánh bát 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Các bạn làm theo mình. Bát 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Cụ thể với hợp âm son thì các bạn sẽ dùng bát là dây 6. 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Ở trong bài này thì cứ một hợp âm các bạn đàn 2 lần như vậy. 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Những con số mà mình vừa mới đọc ra đó là số dây đàn. Dây đàn của chúng ta được đánh số từ dưới đến lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo các bạn có hợp âm mi. Các bạn đàn 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Tiếp theo là hợp âm đô thì các bạn dùng bát dây 5. 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Mình sẽ làm mẫu một lần cho các bạn xem nha. Bài này được tác giả viết ra theo vòng hợp âm, do đó các bạn chỉ việc đánh lặp đi lặp lại 4 hợp âm trong một vòng hòa thanh. Tiếp theo là level 2 thì các bạn sẽ đàn như thế này cho mình. Các bạn sẽ bỏ bớt đi, chúng ta sẽ đánh 6, 3, 2, 1, 2, 3. Mình lặp lại nè, 6, 3, 2, 1, 2, 3. Tương tự như vậy chúng ta sẽ đánh cái vòng hòa thanh lúc nãy. 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2, 3. Ở level 3 này thì các bạn sẽ chơi cho mình cái phong cách quạt chả và các bạn đánh như sau. Xuống, lên, chặt, lên, lên, chặt, lên. Cái kỹ thuật chặt ở đây thì các bạn lấy cái tay các bạn chặt vào dây đàn như này, tạo ra cái tiếng. Xuống lên chặt lên, lên chặt lên, xuống lên chặt lên, lên chặt lên. Các bạn đàn tương tự như vậy đối với những hợp âm khác. Thank you.
rồi thì mình đàn cho các bạn ở một cái tông thấp hơn ca sĩ một tông, và các bạn có thể nghe thử mình hát mẫu ở trong clip mình đã đăng tải. Còn nếu như bạn nào muốn hát theo đúng tông của ca sĩ thì các bạn chỉ việc dùng một cái capo, các bạn kẹp vào ngăn phím số 2 và các bạn đàn tương tự từ nãy giờ mình hướng dẫn các bạn. Hoặc là các bạn cũng có thể móc tỉa giống như lúc nãy luôn. Lớp học nhạc Bình Minh hiện đang bán 2 khóa học guitar đệm hát. Khóa cơ bản dành cho những người chưa biết gì về đàn guitar, và thứ hai là khóa nâng cao dành cho những bạn muốn nâng cao khả năng của mình. Hai khóa học này bổ trợ cho nhau, và nếu như các bạn đang ở mức độ lưng chừng thì các bạn nên mua cả hai khóa học này luôn. Hình thức của cả hai khóa học này đó là học bằng những video đã có sẵn, và các bạn có thể chủ động hoàn toàn về thời gian, học bất cứ lúc nào các bạn rảnh. Và ngoài ra, khi mà các bạn đăng ký khóa học thì mình sẽ gửi kèm những cái tài liệu ở bên trong đó giúp các bạn có thể tra cứu dễ dàng hơn. Một lần nữa, các bạn đừng quên bấm nút like, nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào của lớp học nhạc Bình Minh. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.